Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo tài khoản Google AdSense. Thì để tạo tài khoản Google AdSense thì các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail. Thì các cái bước đăng ký tài khoản Gmail thì các bạn tham khảo thêm nha. Nó cũng đơn giản thôi. Thì như các bạn cũng biết á, AdSense là một cái công cụ kiếm tiền quảng cáo hàng đầu của Google. Thì tài khoản AdSense á, nó có hai loại. Một loại á, là tài khoản AdSense Hosted và một loại là AdSense Content. Thì hai loại này nó khác nhau như thế nào? Thì tài khoản AdSense Hosted á, là nó giống như YouTube. Bạn sẽ chạy trên cái hệ thống của Google và cái tỷ lệ chia sẻ là 51-49%. Tức là mình sẽ nhận 51% doanh thu chia sẻ. Còn đối với AdSense Content á, thì các bạn phải xây dựng cái website. Mình phải có website, mình phải có những cái nội dung hay. Rồi sau đó mình mới tạo cái tài khoản AdSense dựa trên cái website đó. Và cái tỷ lệ ăn chia đương nhiên là nó sẽ cao hơn, là 68% doanh thu. Thì ở đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tạo Google AdSense Hosted thôi. Có nghĩa là mình phải có một cái kênh YouTube chính thống. Để tạo tài khoản AdSense thì như hồi nãy mình có nói là mình phải có một cái Gmail. Đăng ký Gmail thì các bạn tham khảo thêm, cái đó nó cũng rất là đơn giản. Thì để tạo tài khoản AdSense Hosted thì các bạn đăng nhập vào cái kênh YouTube của mình. Thì ở đây mình tạm đăng nhập vào cái kênh này. Rồi sau khi các bạn đăng nhập vào kênh YouTube thì các bạn vào cái phần kênh nè, chỗ cái mục trạng thái và tính năng. Thì trong mục này nó có cái box là kiếm tiền. Thì các bạn bật cái điều kiện kiếm tiền này lên. Rồi. Ở đây nó có 4 bước. Thì mình sẽ thực hiện hết 4 bước này là coi như có thể tạo tài khoản Google AdSense Hosted. Các bạn lưu ý nha, tài khoản Google AdSense Hosted là các bạn tạo dựa trên một cái kênh YouTube. Còn tài khoản Google AdSense Content á, là mình sẽ tạo thông qua một cái website mà mình phải xây dựng. Đó, mình nhắc lại chỗ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hết 4 bước này nha. Thì đọc và đồng ý các điều khoản của chương trình đối tác YouTube thì đương nhiên là cái này bắt buộc mình phải đọc rồi. Coi như mình đọc thì nhấn vào đây. Ok, các bạn là phải đánh dấu vô hết những cái ô này, coi như là mình đã đọc rồi, tôi đồng ý. Thì các bạn chọn tôi đồng ý. Rồi. Sau khi đã chấp nhận cái điều khoản chương trình đối tác YouTube rồi thì bắt đầu sẽ đăng ký AdSense. Đây, ở đây nó ghi là tạo tài khoản AdSense mới hoặc kết hợp hoặc kết nối tài khoản hiện có với kênh của bạn. Bạn cần tài khoản AdSense để thanh toán. Rồi mình kích vô nút bắt đầu. Bạn sẽ được chuyển hướng tới AdSense để liên kết tài khoản AdSense hiện tại của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có tài khoản. Rồi mình nhấn tiếp theo nha. Đây, nó sẽ chuyển hướng đến một cái tài khoản Gmail thì các bạn phải nhập tài khoản Gmail. Thì ở đây mình chọn sẵn ở đây rồi. Chọn tài khoản này.
Rồi. Thì tên tài khoản là Thanh Nguyễn nha. Trang web thì ở đây các bạn thấy URL của trang web nó để là YouTube nè. Là cái kênh hồi nãy mà mình bật kiếm tiền đó. Đây là cái đường dẫn của kênh YouTube của mình. Thì đây tận dụng nhiều hơn từ AdSense thì các bạn check vào đây hoặc là check vào không cũng được, không sao hết. Có gửi cho tôi trợ giúp được tùy chỉnh và đề xuất về hiệu suất. Chọn quốc gia nha, thì các bạn chọn là Việt Nam. Chọn Việt Nam. Rồi, vui lòng xem lại và chấp nhận các điều kiện của chúng tôi. Có, tôi đã đọc và chấp nhận thỏa thuận nha. Rồi các bạn kích là tạo tài khoản. Thì nó sẽ qua cái trang của Google Sense nè. Trang Google Sense thì đây mình cứ bắt đầu thôi. Rồi. Rồi. Tại cái trang này các bạn phải điền thông tin cho đúng nha. Thông tin khách hàng nè, loại tài khoản là cá nhân nè. Tên thì các bạn nhập vào Nguyễn Thị Ngọc Thanh, dòng địa chỉ 1, ở đây của mình là 27 Nguyễn Du, phường Đức Thắng nè. Dòng địa chỉ 2, 27 Nguyễn Du nhé. Dòng địa chỉ 2 á, là phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Tỉnh nè. Tỉnh thì các bạn chọn là tỉnh của mình là Bình Thuận nha. Rồi mã bưu điện thì Bình Thuận thì là 800 ngàn. Đấy, các bạn không biết thì các bạn kích vào đây các bạn tra nha. Cái này tra cũng đơn giản thôi. Rồi sau khi thông tin mình kiểm tra lại đầy đủ á, mình sẽ nhấn nút gửi đi. Đang chuyển hướng thì một là các bạn chờ, hai là nhấn chuyển hướng luôn. Rồi. Như vậy là đến đây mình đã đi qua hai bước. Bước thứ ba là đặt tùy chọn kiếm tiền. Thì các bạn kích vào bắt đầu. Thì ở đây nó cho mình sẵn ba cái tùy chọn này thì các bạn cứ để vậy ok thôi, nhấn lưu thôi. Rồi. Bây giờ còn đến bước thứ tư là được xem xét sau khi đạt được 4.000 giờ xem trong 12 tháng qua và 1.000 người đăng ký. Thì cái bước này thì mình chờ, nhưng mà cái tài khoản Ascent là các bạn đã tạo thành công rồi. Thì sau khi mình tạo cái tài khoản Ascent á, Google nó sẽ gửi cho mình một cái thư và khi nào các bạn nhận cái thư đó, trong cái thư nó có một cái số, một cái số bí mật, thì các bạn đăng nhập vào cái Google AdSense. Các bạn nhập số đó vào là coi như mình tạo thành công cái tài khoản Google Sen. Các bạn cũng đăng nhập vào cái tài khoản Google Sen thì nhập
mấy con số trong cái thư mà Google nó gửi cho mình á. Đây thì ở đây nó mình đăng nhập vào thì nó nói chúng tôi đang làm việc để thiết lập cho bạn đó. Rồi thì đến đây là mình đã tạo xong cái tài khoản Google Sense rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn.